Thưa quý vị và các bạn, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó, nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tam Kỳ tiếp tục phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, tập hợp nhân dân thành khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, chung sức, chung lòng, quyết tâm cùng với Đảng bộ, chính quyền thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Tam Kỳ ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tam Kỳ khóa 9, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ diễn ra vào đầu tháng 6 tới. Chương trình chuyên đề cuối tháng hôm nay có phóng sự ghi nhận về kết quả tiêu biểu trên các mặt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ qua. Trải qua một nhiệm kỳ với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có trong tiền lệ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, tác động lớn từ những khó khăn chung của nền kinh tế. Song dưới sự hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của thành ủy, sự phối hợp của các cấp, các ngành, cùng với sự đoàn kết, thống nhất của các tầng lớp nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tam Kỳ và các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và khu dân cư, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa 8, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra. Nét nổi bật trong hoạt động Mặt trận thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ qua là vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, hiệp thương, thống nhất, đảm nhận tổ chức thực hiện các tiêu chí về xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới. Qua đó đã xây dựng và nhân rộng trên 120 mô hình tự quản về an ninh trật tự, phát triển kinh tế, văn hóa, gìn giữ vệ sinh môi trường ở cơ sở. Các phong trào như xây dựng gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng xã hội học tập, bảo vệ môi trường, xã hội hóa vận động nhân dân tự nguyện hiến đất đai, vật kiến trúc, đóng góp ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng phúc lợi như giao thông nông thôn, chiếu sáng kiệt hẻm đô thị, xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa thôn khối phố, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, giúp nhau giảm nghèo, đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tham gia tích cực, tạo nên phong trào quần chúng đều khắp ở các địa phương. Nhiệm kỳ 2019-2024 ghi nhận phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, tiếp tục được triển khai và đạt nhiều kết quả thiết thực với sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. 5 năm qua, Quỹ vì người nghèo thành phố đã vận động quyên góp được trên 13,2 tỷ đồng. Từ đây đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 189 nhà đại đoàn kết, tổng kinh phí trên 8,9 tỷ đồng, giúp đỡ khó khăn đột xuất, thăm hỏi khám chữa bệnh, hỗ trợ học sinh đi học với 6.714 lượt người, số tiền trên 3,5 tỷ đồng. Hỗ trợ 51 chòi phòng tránh trú bão với số tiền 255 triệu đồng, 76 phương tiện sản xuất, số tiền 545 triệu đồng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Cứu trợ thành phố đã tiếp nhận số tiền gần 6,6 tỷ đồng và đã hỗ trợ kịp thời đến người dân bị ảnh hưởng do thiên tai, hỏa hoạn. Qua đó đã góp phần cùng đảng bộ, chính quyền thành phố thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo từ 0,75% năm 2019 xuống còn 0,59% năm 2023. Ngày khổ trời nhà nước trao tôi được cái nhỏ tôi mừng quá đi. Của ban nhà nước. Thì trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Phú đã xây dựng các chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Và trong đó thì quan tâm đến công tác chăm lo cho người nghèo và thực hiện cái cuộc vận động không để ai bỏ lại phía sau. Thì trên cơ sở chương trình hành động thì hàng năm Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận phường xây dựng kế hoạch cụ thể và lựa chọn đối tượng cũng như là tìm đến những cái địa chỉ tin cậy để là tiến hành vận động. Thì qua một nhiệm kỳ thì địa phương đã tranh thủ các nguồn vận động trên 1 tỷ đồng và hỗ trợ xây mới, sửa chữa
hơn 20 ngôi nhà đại đoàn kết cho người nghèo và góp phần thực hiện thắng lợi cái nghị quyết của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ 2019-2024. Cùng với những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động nêu trên, Mặt trận các cấp thành phố và các tổ chức thành viên cũng đã triển khai và phối hợp tổ chức có hiệu quả cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào thi đua, đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, công tác phòng cháy chữa cháy. Qua đó tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn, cùng xây dựng địa phương phát triển. Trong nhiệm kỳ qua, cùng với sự phát triển của thành phố, các cấp hội phụ nữ từ thành phố đến xã phường, cùng với mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Thì đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ, thường xuyên vận động hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng, tham gia các nhiệm vụ, các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ công tác tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, cho đến thực hiện các chính sách an sinh xã hội để góp phần củng cố khối đại đoàn kết tại cơ sở. Điểm nổi bật nữa phải kể đến trong dấu ấn công tác mặt trận nhiệm kỳ qua của thành phố Tam Kỳ, đó là công tác giám sát và phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế địa phương. Đã chủ trì tổ chức 181 cuộc giám sát chuyên đề, trong đó cấp thành phố 18 cuộc, mặt trận các xã phường đã tổ chức giám sát được 163 cuộc. Nội dung giám sát chủ yếu tập trung đến những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Qua giám sát, đã kịp thời phát hiện và đề xuất kiến nghị với đơn vị liên quan, tiếp thu, giải quyết những vấn đề còn bất cập, vướng mắc, hạn chế vụ việc khiếu nại, khiếu kiện, kéo dài, vượt cấp. Trong tham gia phản biện, thành phố tổ chức 9 cuộc, xã phường phản biện 55 cuộc. Từ đây, ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trong quá trình hoạch định các chủ trương, chính sách, góp phần đảm bảo sự cần thiết, hợp lý, khả thi và hiệu quả của các chủ trương, chính sách sau khi ban hành, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Công tác tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ngày càng phát huy hiệu quả, vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức 132 diễn đàn nhân dân, góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng công an nhân dân, lắng nghe doanh nghiệp, lắng nghe ý kiến chức sắc tôn giáo, lắng nghe tiếng nói của ngư dân, phối hợp tổ chức 73 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Qua các diễn đàn và hội nghị đối thoại, đã có 468 lượt ý kiến tham gia góp ý. Công tác mặt trận của thành phố chúng ta gần đây có nhiều cái đổi mới, sáng tạo, năng động, nên đã tạo thành những cái phong trào rất là thiết thực. Nói chung và trong đó đối với thành phố Tam Kỳ cũng như phường Tân Thạnh thì đã đóng góp nhiều lĩnh vực quan trọng. Trong đó tôi thấy rằng công tác giám sát phản biện xã hội là một công tác mà có thể nói rằng mặt trận cả thành phố chúng ta vừa rồi thường xuyên tổ chức. Mà chính cái công tác giám sát và phản biện xã hội chúng ta làm tốt thì nó sẽ góp phần rất là quan trọng đối với công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Và đặc biệt là trực tiếp giải quyết những cái khó khăn vướng mắc, những cái bức xúc của nhân dân. Chính chúng ta làm được việc này thì nó là điều kiện tốt nhất để thực hiện cái luật dân chủ mà đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Có thể thấy, với tinh thần đoàn kết, ý đảng lòng dân đồng thuận, Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tăng cường phối hợp thống nhất hành động, phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
có được những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trước hết là cái sự lãnh đạo của thành ủy, cái sự quan tâm hướng dẫn của ban thường trực mặt trận tỉnh, sự nỗ lực của cán bộ mặt trận từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức triển khai đạt được cái nghị quyết của mặt trận thành phố đã đề ra trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ 2019-2024 đã khép lại với những dấu ấn rất đáng tự hào của hệ thống mặt trận trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Những thành quả đó chính là tiền đề, động lực để mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố vững bước tiến vào nhiệm kỳ mới với khí thế mới, niềm tin mới, thắng lợi mới. Tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tam Kỳ sẽ tiếp tục phát huy vai trò, vị thế, tập hợp đoàn kết đông đảo các tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực, tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra, xây dựng quê hương Tam Kỳ ngày càng văn minh, hiện đại.